Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của nông cơ Thành Đình ạ. À, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và ra hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164668 để đặt hàng nha. Và hôm nay là ngày 11 tháng 4 tiếp tục lại lên mô máy 12 con để phục vụ các bác. Và cái nô máy này cũng gần như là nô hôm qua nha, cũng một số gần như hơn một nửa cái số trong máy ngày hôm nay em bán xả rồi các bác. Đó ví dụ tiếp tục lại hai con Maru 26cc lòng 34 liền, cũng tương đối đẹp, tay ga bóp hệ xịn sò. 26 cc lòng 34 rồi nhưng mà bên em có thể chỉ bán giá 1 triệu 500 ngàn đồng có Maruyama bốn con đầu tiên nha em bán xả cho các bác hoặc là Mitsubishi cũng cực kỳ rẻ luôn nha TB23 lòng 32 ly một con hàng hệ cũng chỉ có 1 triệu 450 000 đồng tl 26 ATL23 à, Tum rời có 1 triệu 6 thôi hoặc là như con số đẹp xuất sắc như con số T9 này chẳng hạn cũng TL23 không có một điểm gì chế hết giá cũng chỉ có 1 triệu 500 000 đồng ạ à. Vâng nô máy ngày hôm nay thì duy nhất cũng như mọi khi ạ à, có mỗi con TB33 này một con máy lớn nó vẫn là một hàng hiếm nó không có nhiều để bán nên là giá vẫn giữ nguyên giá mọi khi nha còn đa phần là bán xả cho các bác hết đây ạ vâng tất cả tình trạng máy công suất máy nhất là giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên video rồi bác nào chúc con nào chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164668 để đặt hàng cho các bác Vâng bây giờ sẽ review chi tiết từ con một để các bác dễ dàng lựa chọn Lô chữ T ngày 11 tháng 4 nha khi các bác chốt đơn các bác lại nhớ cái mã của nó nha Thích T1 chẳng hạn hôm nay giá chỉ 1 triệu đồng Nhắn tin chốt T1 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận tên là xong nha Vâng trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ à. Sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng các bác nhấn nút bơm xăng Tùy theo từng cái dòng ne Tất cả những dòng ne bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên nổ rồi thả xuống Số ít bên tay trái như con số 3 là chẳng hạn bắt đầu khởi động thả xuống nổ rồi nhấc lên vâng đó là nốt sáng ra hết xong hoặc nông ngày không sử dụng thì mình nhả vào tay như vậy còn khi mà nó nổ như bây giờ thì các bác không cần phải bơm xăng nữa không cần phải đóng nghe nữa giật nhẹ cái nó nổ thế ạ à. Vâng, T1 giá chỉ 1 triệu đồng nha Và các bác đã sử hữu một con máy để đến từ thương hiệu Maruyama Maruyama đa phần là những con đời cao như còn kiểu con số T1, T2 và T3, T4 ngày hôm nay Và nhất là trong cái video buổi tối ngày hôm nay em cũng bán xả cho các bác nha 20 cc lòng 30 ly một trong những phần khúc cỡ nhỏ làm công việc gia đình cực kỳ hiệu quả luôn nếu mà xét về yếu tố ổn định và tiết kiệm xăng Maruyama là là nó một là một trong những thương hiệu hàng đầu nha còn đồ thay tháo có sẵn hay không cũng có rất nhiều bác hỏi những câu hỏi đó ạ. Thì các bác có thể thấy ạ, ở bên cửa hàng nào người ta cũng bán Maruyama thì chắc chắn rồi Maruyama sắp tới, ở trong 1-2 năm tới rồi ạ, nó là một trong những uh, thương hiệu ạ nhiều đồ thay tháo nhất nha Tại vì em thấy tầm khoảng 30, tầm 40% hàng về bên Nhật Bãi về bây giờ nó là hàng thương hiệu Maruyama này nha các bác và cũng tương đối là đẹp nha sử dụng chế ga ngang qua đồ chế một kim một dòng chế siêu tiết kiệm xăng rồi bố tôm liên tay gà Giữ, đầu vào rin cho các bác vâng t 1 bán xả cho các bác chỉ một triệu đồng nha giá này đã bao gồm phí ship và năm món phụ kiện kèm theo theo phí ship đến tận nhà cho các bác phụ kiện kèm theo thì gồm có dao dai bắp phát cước giày đeo típ, mở buji và mở đầu dao lục giác năm món phụ kiện kèm theo và đảm biện phí ship Vâng và bác Lào chắc chắn tin tưởng cửa hàng Thực sự tin tưởng cửa hàng thì mới chốt đơn nha Tránh như trường hợp như hôm nay em bắt đầu video vừa ấy, tư vấn một ca Cũng đông đâu em phải tư vấn thôi Cực kỳ khó chịu Khó chịu cực kỳ luôn ạ à. Đó chưa chưa ấy ạ à, Nhân viên gọi cho ông đó Ông ấy chốt một con Maruyama 20cc này Đó cái hôm nay em bán 1 triệu 050 ngàn đồng Đó ông đi đâu ông có nhà Ông bắt nhân viên phải chờ đấy hai tiếng Lúc nào về thì à, ông mới nhận Đó là cái thứ nhất nhân viên bảo để ngày mai em giao không ngày hôm nay phải giao cơ đến lúc à, vừa rồi vừa giao rồi xong này uh, bom hàng em nói chung là với cái lý do là cái bao tay không phải quả nó máy thì phải rồi cái bao tay không phải của nó nói thật với các bác em đã quay lên trên này này nói chung cũng tương đối đến chi tiết rồi và máy chắc chắn rồi không lấy cọc các bác thì không phải riêng gì động cơ thành định đó quay như thế nào phải gửi y chang như vậy đã lấy cọc đâu đó ông nói chung là ông này ông nằm ngoàn, hoàng từ lúc đầu đến rồi rồi và vẫn bom hàng như bình thường ạ à. nói chung là một ông cực kỳ khó lết đòi hỏi phải giao đúng giờ mà nhân viên người ta đã giao tới nơi rồi mà không chịu giao nó tóm lại là ông này có chứng là từ lúc trưa rồi đó nên vậy em bảo bài ạ khách hàng thực sự tin tưởng cửa hàng hãng chốt đơn nên là những, những cửa hàng mà không còng cho chúng em ạ à. nói chung là không phải đơn giản chúng em mất mấy chục nghìn tiền ship đâu ạ à. ờ, nó còn liên quan đến rất nhiều cái nữa ở ừ, công đóng hàng rồi công người lên đơn nói chung là em không làm được tất cả những việc đó là phải thuê người hết nó rất nhiều mục đó chứ không phải mỗi cái tiền 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 phí ship đâu ạ đó là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà các bác bom hàng ấy ạ nói thật với các bác một con máy phát cỏ những cái hàng đi của em thì chắc chắn rồi thì uh, 10 đơn kiểu gì cũng mất nói chung là 10 đơn thì mất một thì hơi nhiều trăm đơn mất một vài đơn là chung là có vỡ bể nhẹ nhẹ một chút chẳng hạn đó đó là đấy là đấy là hàng đi nha còn khi mà hàng về nói thật với các bác nó nhân viên người ta không bọc kỹ như kiểu thợ như em đâu ạ, à. đó người ta khi các bác bóc ra rồi ạ, à, sơ xài rồi về, nói chung là cái trường hợp cong cần vỡ bể vỏ áo khi về này ạ, à, có rất rất nhiều nha đó nên là các bác nào mà thực sự tin tưởng, nói xin nhắc lại một lần nữa, thực sự tin tưởng à, thì mới chốt đơn nha, tránh cái trường hợp vừa rồi xảy ra ạ. Vâng không nói nhiều nữa T2 nhìn hơn một chút xíu so với T1 Giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Mado đời KC KC 233S 23 cc lòng 32 linh nhạ Tương đối là đẹp nhưng mà con này hôm nay xả Nó còn rẻ hơn cả cái con hôm qua bán xả nữa cả Chỉ 1 triệu 250 nghìn đồng nha Sở hữu một con Mado có trợ lực bằng nó do Chế ga ngang qua Cái lý do hôm nay bán xả gọi là cái giả xả lỗ cho các bác luôn đây ạ Nó một mất tí 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 ở chỗ này, này. Đó, mất một thanh hai thanh thôi đây thôi ạ. À. Nói chung nó chẳng ảnh hưởng gì máy cả. Nó là một con máy đẹp nha, nó là một con máy chất lượng. Như em vừa nói, yếu tố ổn định tiết kiệm xăng nó thuộc hệ hàng đầu, nhất là nó có trợ lực này. Bố tung rời tung nhôm bố côn 260, những cái dòng tum côn thông dụng này, tay gà giữ. Vâng, sạc gọi là giá gọi là nổ luôn cho các bác đây ạ. À. T2 chỉ 1 triệu 250 000 đồng ạ. À. giang ma phân khúc 23cc lòng 32 đi ạ. À. cực kỳ nhẹ nhàng khi mà nó nổ mà nó đã chuẩn rồi ạ một vòng thua cũng nổ nha các bác vâng T2 chỉ 1 triệu 250 000 đồng ạ vâng T3 T4 tiếp tục lại hai con Maruyama Ma 26 đời KG nha và tối hôm qua cũng có cặp nhỉ? bán xả cũng có rất nhiều các bác đặt mua không như các bác đặt mua ở nhanh chạy trên video còn các bác còn chốt những con tương tự nha hôm nay tiếp tục lại hai con như thế vậy nha tương đối là đẹp đó như em nhỏ trên video này, hầu như đa phần những cái con mà nó màu như thế này này. Đó không phải là nó cũ đâu ạ, à, nhưng cái màu đặc trưng của nó như vậy và đa phần em bán rẻ hơn những con màu vàng hay là màu đỏ chót tròn trọt gì đó. Đó và với những con đó thì nói chung là cái máy móc hay là cái độ mới độ đẹp cái phần trăm của nó thì cũng như con này thôi, nhưng mà cái vỏ nó sáng màu hơn nó đẹp hơn nên tự khắc bán hơn đắt hơn 50.000 hoặc là 100.000 là có. Vâng, hai con Marujang Ma 26 CC tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Với phiên bản chế ga ngang Wamoro chế một kim bố tum liên. Tay ga bo bệ xịn giỏi hết cho các bác. Đâu bò rin đầu bò ngực trồng cuốn cỏ thì các bác thấy ạ, à. có mỗi chắn cỏ là mới thôi. Ồ, và bên ông cái thiết định chi bán giá 1 triệu 500 000 đồng thôi các bác ạ. À. T3 chỉ 1 triệu 500 000 đồng. T4 cũng vậy ạ, à. chỉ 1 triệu 500 000 đồng sở hữu một con đến từ thương hiệu mà Đình Giang mà phân khúc 26 cc lòng 34 ly rồi nha các bác. Vâng xin nhắc đầu con số T3 trước ạ. À. 1 triệu 500 ngàn đồng Giá đã bao gồm phí ship và là món phụ kiện kèm theo cho các bác Vâng đề với những cái thương hiệu Maru này Em khẳng định với các bác Tất cả trên tất cả những kênh bán lẻ ở cái Việt Nam này luôn đấy ạ Ông nào bán giá này mang lại hết đây cho em mua cho ạ Đó cái giá này đã bao gồm các bác lưu ý nha Đã bao gồm phí ship đến tận nhà và làm món phụ kiện kèm theo và giá chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng Các bác mua nẻ một con như các cửa hàng người khác người ta bán xỉ đấy ạ Vâng, và anh em mua bán sỉ mà tay ga hệ xịn giò như thế này mà đã bao ship hoặc năm món phụ kiện kèm theo rồi ạ. Dạ cũng chưa chắc các bác mua sỉ được cái giá này các ạ. Đó bên em có thể định là một trong những cửa hàng bán chuyên nghiệp, ngày nào cũng có video hết. Em đăng lên để bán nha. Và với những cái những cái con này, em xác định như em vừa nói đấy ạ, đăng lên để bán và không gần như là không có bao giờ có hàng ế và hầu như đa phần chốt buổi tối thôi. Các bác có đặt thì nhanh tay đặt mua nha. Và cái giá như em nói trên video ạ, đã báo chuẩn rồi đừng uh, cũng có một số ít bác thôi ạ, ngày nào cũng vậy hỏi phải tầm khoảng gần một quyển sách ạ, tin nhắn phải gần tính ra phải gần một quyển sách, xong rồi đến câu cuối cùng phải bớt cho tôi 100 trăm nghìn được gì thôi với mùa dạ những cái bác đó em vẫn nói đấy ạ, dạ xin đừng liên hệ tránh mất thời gian của nhau ra, đó là cái quan điểm bán hàng của em, phong cách bán hàng của em là như vậy. Nói chung là em cảm thấy, em nghĩ uh, em làm như vậy em cũng không sai hoặc các bác cũng vậy uh, Các bác có cái câu là uh, nói 10 bán 9 Chính xác, bác trả giá cũng không, không, không có gì sai Nhưng mà cũng uh, sai là cái là các bác không thích em hoặc em không thích bác Đó là sai cái quan điểm sống thôi ạ à. đó Có một số kênh khác ạ, à. họ bán con này trên 2 triệu bác ừ, các bác đến trả trả giá đi ạ à. Có khi các bác trả giá xuống 200 ngàn đồng hoặc đến 300 ngàn đồng Người ta vẫn bán đi ạ, à. tại vì người ta nói đến hơn 2 triệu bạc cơ mà đó các bác có thể tham khảo ở tất cả các kênh một con hai hai 26 đẹp như thế vậy. Bên nông Cơ Thành Định chỉ bán giá nó 1 triệu 500 ngàn đồng và cái giá rất sát rồi nha. Đó tại sao mà ông nông Cơ Thành Định ngày nào cũng đăng lên video và chỉ tầm sáng mai các bác gọi thôi là đã bán rồi. Thì hàng đẹp như thế vậy, chuẩn như thế vậy. Mùa một kênh thương hiệu ba gần 40 gần 37.000 lượt đăng ký kênh để xem nông cơ thành định thì chắc chắn rồi không thể được nha các bác Vâng, T4 cũng vậy, chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng Mở đôi đồ trang 3, phân khúc 26cc lòng 34 lì ạ à. <laughs> T4 đều đến từ thương hiệu Marujang Ma đều ở cái phân khúc 26 cc lòng 34 ly và chỉ có giá 1 triệu 500 000 đồng. Và với những cái thương hiệu này như em nói ạ à, khi các bác chốt chậm chốt hụt các bác cứ mạnh dạn à, liên hệ qua hai số điện thoại có Zalo đều có Zalo hết. Đó các bác chỉ cần nhắn tin à, à, chốt T4 con tương tự chẳng hạn. Đó lúc đó em sẽ báo thợ hoặc là trực tiếp em sẽ gửi một cái video test nổ máy ok ngon lành cho các bác. Rồi các bác cảm thấy ở à, đúng con tương tự tin tưởng cửa hàng thì nhắn địa chỉ cho điện thoại nhà chỗ tôi còn cảm thấy ờ không đúng con tương tự hay là chất lượng không bằng con tương tự chẳng hạn thì từ từ có thể chờ những video tiếp theo ngày nào cũng phát sóng hết đó như em vừa nói đầu video đấy ạ bên lúc cơ thể hiện là một trong những cửa hàng bán chuyên nghiệp chứ không phải là ở ờ, tuần em mới có một video hay là hai ba hôm em mới có một video nha ngày nào cũng có video và có những con tương tự khi các bác chốt chậm chốt hụt chứ không phải là ở ờ, có một con này rồi đăng đăng xong là hết không có đâu ạ à. đều có con tương tự để phục vụ các bác hết nha Vâng, tên nam giới thì cho ba một con hàng nghệ đến từ thương hiệu e Vin nguyên bản trăm phần trăm cho các bác. Với phiên bản E-Chocurit FRC I 260, 26cc lòng 34 ly với phiên bản trợ lực bằng cái van xả ở đầu lòng này nha Chế bơm xăng tự động, chế ga đứng chế quả ga. Tum liền tum nhung, tương đối là xuất sắc, có hơi trời chảy một tí tí nước sơn do vận chuyển một tí tí thôi ạ. Nhìn chung đây cũng là một trong những con hàng đẹp. Và với những phiên bản này nó cũng là một trong những phiên bản phát chuyên nghiệp phân khúc cỡ trung bình nha. Các bác có thể phát kể cả được những cái phiên bản này. Và đồ thay tháo của những con như con T5 này nó cũng rất sẵn nha. Tay gà giữ, công tác luôn trên tay. Đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản hết cho các bác. Chiều công tác xuống là tắt lên là bật. Đó các bác để ý nha, khi nó không có sự tốt sự tác vào đây này thì các bác để ý cái mũi tên nha. Mũi tên nó quay về hướng nào thì cái hướng đấy là tắt. Đó, mũi tên nó đang chỉ hướng xuống đúng không ạ? Thì xuống là tắt nên là bật hoặc là một số công tác ạ mũi tên nó chỉ lên thì lên nó là tắt xuống là bật nha để ý cái chiều công tác trước khi vận hành máy ạ à. vâng T5 ngày hôm nay giá chỉ 1 triệu 550 000 đồng nha 1 triệu 550 000 đồng T5 cho thương hiệu e-trục phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ à. Vâng với con này tốc độ máy hay là tua máy hoặc là lên ca nhanh ạ Nó cũng lên ca rất nhanh nha tốc độ tua rất cao ạ T5 1 triệu 550 000 đồng ạ Vâng T6 là một con đến từ thương hiệu chụp đời cao hơn những con T5 này Và nó chỉ ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly thôi nha Vâng với những cái phân khúc này nó là phân khúc cỡ nhỏ và cỡ vừa cỡ trung bình à, Rất thích hợp với bác nào phát cước ở cái phân khúc cỡ nhỏ nhỏ vừa vừa đấy ạ hai 23cc lòng 32 ly chọn con này đúng bài rồi đây ạ bên Nhật tuy nó ở phân khúc 23 cc lòng 32 ly này nhưng mà người ta vẫn đập cước đấy nha cái đập cước cái à thì cũng có ngày nào cũng vậy cũng có bác hỏi ở con này đập cước được không con kia đập cước được không phải em đã giải thích rất rất nhiều trên video rồi nha con nào cũng đập cước được hết tùy theo mục đích công việc tùy theo cái lượng cỏ nữa mình để cước dài cước ngắn cho phù hợp với công suất của máy với bác nào mà sử dụng cho mục đích phật cỏ, cỏ chuyên nghiệp phát thuê phát khoán mà đập bằng cước ấy ạ à, thì các bác phải chọn từ những con tb 33 ba trở lên kìa còn sử dụng cho mục đích công việc gia đình Ví dụ ở phía Bắc hay là ở dưới khu vực các bác ở miền Tây á, Có mấy xào ruộng, cỏ bờ, cỏ bụi Nói thật với các bác sử dụng chưa nóng máy đã nghỉ rồi ạ Ừ thì mình để ngắn cước thôi Sử dụng đập vẫn ok nhé Vừa vừa với công suất của con máy này thì vẫn ok nha Và phát cước chỉ sử dụng cho mục đích công việc như là cỏ non, cỏ thưa thôi nha Có những bác chụp cái hình ảnh để em tư vấn nha cái cỏ qua đầu người ạ, à, còn cây cỏ gốc cỏ nó to như ngón tay này, mấy cước nó bé thì tỉ thì có hai ly rưỡi với ba ly thôi ạ, à. thì theo các bác nghĩ cỏ đất hay là cước đất với những cái lượng cỏ cao như vậy mà cỏ to như vậy ạ, à, cho dù cái máy đến nòng 40 đến 50 cho đến nòng 60 mươi rằng nữa phát cước cũng không thể, không không hợp lý nha. Tại vì sao ạ? À? Không phải là công suất không đủ, mà là cái cước nó không cứng bằng cái cỏ, cái cước đất trước cỏ. Đó, những cái trường hợp như thế thì phải các bác phải vắt bằng dao nha. Đã có rất nhiều trường hợp rồi đấy ạ. Ơ em ơi, em bảo con này vắt cước được mà sao lại anh về không vắt được vậy? Vâng, cái cỏ to như ngón chân cài rồi phát cước các bác ạ. Đó, nó tùy theo mục đích công việc để các bác chọn lựa con máy cho phù hợp nha. Vâng, T6 1 triệu 300 ngàn đồng. Các bác sử dụng một con đời cao đến từ thương hiệu Echocrit với phiên bản trục giật có trợ lực. Chế ga ngang, chế bơm xăng tự động, chế dòng Echocrit sản xuất, bố tung liên. Tay ghi đồng 1, đầu vào chắn cỏ đi nguyên bản hết cho các bác. Bán xa cho các bác, chỉ 1 triệu 300 000 đồng nha. T6 chỉ 1 triệu 300 000 đồng. Esu phân khúc 23C lòng 32 đi với phiên bản STE 2320 nha các bác. Vâng, xin tắc nổ con số T6 ạ. À. trợ lực nghe tiếng máy thì cực kỳ ok luôn T6 chỉ 1 triệu 300 ngàn đồng Giá đã bao gồm phí ship và là món phụ kiện kèm theo Vâng T7, T... T7, T8, T9 3 thương hiệu đến từ thương hiệu đều đến từ thương hiệu Mitsubishi Một con TB và hai con TL23 nha Đó như cứ thấy các bác thể thấy giá của từng con máy đấy ạ T7 1 triệu 450 ngàn đồng T6 tum rơi TL23 cũng chỉ có 1 triệu 600 ngàn đồng đó và T9 TL23 không có một điểm gì chê hết, cũng chỉ có 1 triệu 500 000 đồng. Đó như các bác thấy ạ, uh, hôm qua em cũng xem một uh, kênh ạ. Nói chung là em cũng không dám nói kênh như này, nói chung buôn bán thì mỗi người một kiểu, không dám nói xấu cái cái nào hết. Đó ông xả rồi giảm giá vẫn còn triệu 8 triệu 9 một con TB23. Bên đông cơ thành định bán giá thường cũng chỉ có 1 triệu 450 000 đồng nha. Sở hữu một con hàng nghệ đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TB. Với những đời TV ạ, đèo nó cực kỳ nhẹ nhàng nha. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nó lại có trợ lực nữa này. Và đặc biệt nữa nó đang sử dụng chế ga ngang qua một đồ hai kim chỉnh, một tổng chế siêu tiết kiệm xăng nha. Chắc chắn rồi với những phiên bản mặt hàng chính hãng đến từ thương hiệu TB từ 20 đến 26 thì nó sập made in Japan dập nổi TB từ 33 giờ lên thì nó sẽ sập nổi tên thương hiệu Mitsubishi nha. Sử dụng bố tum liên, tình trạng rin nguyên bản hết với phiên bản tay gà giữa. đầu bo rin cho các bác. Vâng, bán trà cho các bác chỉ 1 triệu 450 000 đồng nha. T7 1 triệu 450 000 đồng. Vâng, với những cái thương hiệu như con số T7 nó có trợ lực đây. Nó rất thích hợp với bác nào cao tuổi trẻ em phụ nữ thích một trong những phân khúc cỡ trung bình, đeo nhẹ. Nói chung là đời thì cũng tương đối là không phải là đời đời thấp. Đó là cỡ đời trung gọi là gần đời cao đấy ạ. À. Đời TB này nó còn cao hơn đời TN một đời như các bác. Có trợ lực giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ. À. Vâng, T7 hôm nay em bán giá chỉ 1 triệu 450 000 đồng ạ. À. chỉ 1 triệu 450 000 đồng nha Với tất cả những đời TB này Đó hầu như TB2 uh, Như TB23 hoặc TB33 như con máy lớn thế kìa Hầu như đa phần những cái phiên bản này Nó thiết kế y chang như cái đời TL nha Khác cái vỏ thôi Đó với những con TB33 này Tất cả sườn À 23 này Sườn nốc máy trục giật Rồi ABC bình xăng lớn đó nó thiết kế y chang một con Mitsubishi TL231 nha Đó nó không thiết kế giống 23 mà thiết kế giống 231. Vâng cũng có một số quan điểm uh, của một số bác ạ, à. ở TB nó không bền bằng TL. Dạ công nhận, TB nó không bằng đời bằng TL. Không phải vì do máy của nó không bền nha. Tại vì cái tốc độ của nó cái cùng một cái phân khúc CC đó, uh, cùng một cái cân nặng hay độ dày ấy à, ý độ chắc chắn ạ. Nó giống y chang như đời TL nhưng mà ngược lại làm sao nó không bền ạ. À? Cái điện của nó này, nó thiết kế độ tua của nó nó cao hơn TL nha. Đó, đó là nguyên nhân dẫn tới nó không đời bằng đời TL. Còn ví dụ muốn bằng đời bằng y chang đời TL ạ, các bác chỉnh cái độ gắt máy y chang như cái đời TL thôi. Em khẳng định với các bác TB sẽ bền ngang với đời TL nha. Đó, giật lại nổ nghe tiếng nổ của cho cho, cho của con này xem nào. Ra to hết cơ. đó là nó sẽ không bền bằng đời TL còn ví dụ bây giờ các bác muốn bền bằng đời TL chẳng hạn đúng không ạ? Ờ, thì các bác chỉnh cái tốc độ đấy kim 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 xăng chỉnh à, kim gió chỉnh tốc độ này các bác lấy ra vừa vừa thôi đừng để cho nó thép kinh khủng quá rồi dân nổ <laughs> nó nó, nó cái, cái 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 tốc độ máy của nó, cái độ tua nhanh của nó ngang với đời TN thôi. Ờ xem thằng nào bền hơn ạ. À. Nó chỉ là ngang nhau thôi nha. Tất cả những cái nó cũng thiết kế cái cái bộ điện của nó này, nó đánh điện nhanh hơn nha. Đó, đây là nó tốc độ nó còn nhanh hơn cả đời TN cho dù nó bằng phân khúc CC nha. Đó là cái nguyên nhân là nó không bền bằng đời TN. Đó các bác có thể tham khảo một số ông ở kênh khác cũng có một số ông biết về những cái thương hiệu như thế này và ông đã review là như vậy rồi đấy các bác ạ. À còn đời Mitsubishi thì nó là đời đời TL vẫn là đời thì như em nói ở trên rất nhiều video ạ nó là đời cao cấp nhất và nó đắt tiền hơn đời TB đó nhưng mà đắt hơn đời TB vì cái lý do vậy nha đó các bác có thể cân nhắc và các bác có thể đặt mua Vâng T6 và T à, xin lỗi ạ, T8 và T9 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL. Hai con đều giống y chang nhau hết ở cái bộ phận máy. Ấy. Nó khác nhau ở mỗi cái bố tum liền và bố tum rời thôi. Và bố có tum rời thì bao giờ nó cũng kênh video giờ bố tum liền tầm 100 đến 150 000 đồng tùy từ thương hiệu nha. Đó ví dụ như con hai ngày hôm nay chẳng hạn. T8 1 triệu 6 T9 có thể khả năng đẹp hơn T8 một tí nhưng mà nó có 1 triệu 500 ngàn đồng thôi. Đắt hơn không phải vì chất lượng máy và đắt hơn là tùm liền hay tùm rơi. Nói chung là tùy theo mục đích công việc nữa. Đó để sử dụng cho mục đích phát cỏ không thôi ạ. À, hoặc là mua cái bơm nước để gắn vào đầu xịt thuốc, uh, gắn vào đầu bò ấy kia. Thì không nhất thiết phải tùm liền hay tùm rơi. Còn để mà gắn xịt thuốc ở cái máy bao đô đeo đằng sau này hay độ chế cái gì đó thì các bác buộc phải chọn con tùm rơi. Còn để phát cỏ không thôi ạ. À, không quan trọng phải tung rơi hay tùm niền đó cứ quan trọng là ở cái máy đó phù hợp với công suất cái công việc nhà mình hai nữa là phù hợp với túi tiền nhà mình để mình chọn máy nha các bác vâng T8 Mitsubishi TL23 tình trạng riêng nguyên bản hết cho các bác phiên bản chế ga ngang qua một đồ hai kim chỉnh đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi như em vừa giới thiệu bố tung rơi tung vô bố côn 260 tay gà giữ đầu bò điền cho các bác vâng T8 bên em cũng định chỉ bán giá 1 triệu 600 đồng và cái giá này em cũng bán cái giá cũng đã khá lâu cái giá này nhỉ gần như là từ đầu năm đến giờ đấy ạ à. Và với những thương hiệu Mitsubishi đời TL phân khúc 20, 23 Lúc nào cũng kênh các kênh khác ít nhất tầm khoảng 200.000 nha các bác Vâng T8 1.600.000 đồng ạ triệu 600 một đồng và như em vừa phân tích con TB và TN tại sao là nó không bền này à? nó thật với các bác ví dụ đời TN chẳng hạn các bác cũng vặn chỉnh cái kim gió này cho nó hết tốc độ ví dụ 100 phần trăm cái công suất của nó mà các bác sử dụng đến trên đến trên trăm phần trăm thì chắc chắn rồi nó không bền đâu còn tất cả những con máy về nhà ví dụ trăm phần trăm công suất ở à bên ông quân Thịnh định chỉ chỉnh cho các bác tầm khoảng 90 đến 95 là cùng nhạ đó tại vì cái chỉnh vậy như thế vậy ạ thì thứ nhất nó dễ đổ hơn buổi sáng đã hết xăng hoặc nóng lên nó cũng dễ lộ hơn nhạ thứ hai cái máy nó được bền đừng có phang hết công suất đó hoặc là về nhà cũng vậy ga mà cứ hết số hết ga xong cứ đòi cái máy nó bền dạ chắc chắn rồi tất cả những con máy ở trong ở trong nô ngày hôm nay bên có thể định khi mà đã sử dụng hết ga hết số xong lại ga chết nữa ạ à? em khẳng định với các bác không có nào quá một tháng đâu nó nhanh cho nó vuông còn nhiều ông review hơn ừ, năm mười năm mười năm năm không hỏng rồi ra dạ, nó tùy theo còn người sử dụng nữa nha các bác đó Vâng T9 cũng vậy nha Mitsubishi TL23 đẹp xuất sắc cho các bác luôn Chế ga ngang qua đồ hai kim chỉnh Chắc chắn thôi Lốc máy dập nổi Medizaban dập nổi Và cái phiên bản rát Bao giờ cũng là phiên bản chất lượng nha Bố tung liên Cái bộ cần của nó thì quá đẹp rồi các bác ạ Không về điểm chế chế Tay ga giữ Vâng đồ bò điên cho các bác Hôm nay em có nhìn thấy ông thợ Ông làm mà là từ cái cái, cái 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 cái, cái chụp ngược mà cái chụp mà chống mòn ốc này nó còn gần như là mới tích như vậy nghĩa là bên nhà họ chưa xài đáng bao nhiêu đâu ạ à. vâng một con máy cực kỳ đẹp nha vâng bên quê thì định chỉ bán giá 1 triệu 500 trăm đồng nha t 9 chỉ 1 triệu 500 trăm đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL 23 phân khúc 23 xe cc lòng 31 mươi ạ nghe tiếng máy của con này nha Khi mà gửi, gửi, hàng cho các bác em chỉ chỉnh đến ở cái tốc độ này thôi Cái tốc độ này nó chỉ tối đa gọi là 90% công suất của nó Còn thích mà chỉnh hết cỡ hết hết ra hết số ấy ạ à. Rồi giật lại em chỉnh cho bác nghe ạ Đó bật vào đây cái này một tí này chỉnh này thì gọi là ốc chỉnh gió cũng được và có một số anh em thợ gọi là kim chỉnh tốc độ của máy cũng được có thích muốn độ tua nó vút tơn nhanh hơn kể cả chỉnh vào ấy nó khỏe hơn mà ăn đỡ sàng hơn đấy thì chỉnh cái ốc này nhưng mà ngược lại cái phần trăm của máy nó sẽ không được bền lâu bằng khi các bác như em vừa nói đấy chỉnh 90% công suất của nó thôi vâng T9 1 triệu 500 ngàn đồng nha các bác Vâng sẽ tới con T10, một con hàng hệ, một con siêu VIP đến từ thương hiệu Mitsubishi, Mitsubishi TL261, 26 xe lòng 33 ly với phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ. Và như ở rất nhiều video em đã review những con này, ấy. đây là một trong những con máy phân khúc 26 xe lòng 33 ly ạ, đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với tất cả các thương hiệu khác nha. Và đặc biệt hơn đây là phiên bản đặc biệt với những con mà màu đỏ như thế này, nói thật với các bạn thì đây, nhưng mà con màu xanh ấy cực kỳ hiếm luôn nha gần như là không có đâu và nhất là những phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ này và chắc chắn rồi lốc máy có dập nổi Medizaban dập nổi nha sử dụng bố tung rơi tung nhôm bố côn 260 và tất cả những con màu xanh này do tập đoàn Kubota phân phối nhà Mitsubishi sản xuất và một con máy đẹp không có điểm chê chê hết với phiên bản tay ga hộp giữ đó với những phiên bản mà Kazat như con này là Kazat phân phối hoặc là Kubota phân phối ạ em nhìn những cái phụ kiện như kiểu từ cái bao da này hay là từ cái tay ga hoặc là từ cái đầu bò của biết ạ em có vẻ là nó chắc chắn hơn nhỉ? những thương hiệu Mitsubishi phân phối một chút nha đó cũng là Mitsubishi đấy nhưng mà những cái thương hiệu như Kazat hay ta nó chỉ là đặt đằng đặt hàng Mitsubishi về nó bán hàng thôi nha và trong máy thì chắc chắn thôi à, đấy là em nói là về cái phụ kiện ví dụ như từ cái bao da hay tay ga có vẻ làm chắc chắn hơn còn trong máy thì nó y nhau thôi à hoặc là nó khác cái vỏ nha đó các bác có thể thấy à? màu vàng là của Rivi này các bác cái này một con một số con màu vàng hôm qua cũng có một con màu vàng ấy, à, màu vàng review phân phối ấy. cái màu xanh xanh như thế này này là quả giáp phân phối ấy. xanh xanh như thế này là quả kubota phân phối đó mitsubishi là nó, nó là một trong những dòng cực kỳ nổi tiếng luôn đó rất nhiều cái tập đoàn như kubota chỉ sản xuất máy cày thôi đó nhưng mà nó vẫn lấy mấy phát cỏ về đầu bàn nha vâng với phiên bản này thì đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác nha đầu bò ngực trồng cuốn cỏ và nhất là cái giá hôm nay cũng bán nhẹ nhàng thì cho các bác nha hai triệu năm trăm năm mươi đồng thôi các bác ạ T10 chỉ 2 triệu 550 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL261 với khúc 26 sẽ lòng 33 lịch phiên bản trung dân trợ lực chế lên tay đỏ 2 triệu 550 000 đồng ạ. À. Vâng, T11 là một con máy lớn nha, hầu như ngày nào cũng vậy. Bên ông có thể có những con máy lớn để phục vụ bác. Đó, cũng có bác bảo ơ xong đăng một vài con để lựa chọn ạ. Tại vì với những thương nhiều này hầu như ngày nào cũng vậy có ít nhất tầm gần chục bác chốt chậm chút đấy. Đó và với những con này thì cách đây hai hôm trước em em cũng có một con y chang như vậy, cũng có rất rất nhiều các bác đặt mua nha. Và đa phần những cái hàng mặt hàng Mitsubishi như mà nói đấy ạ. Tuy ở cái giấc này bán hàng rất chậm so với tất các cửa hàng khác không ngoại trừ gì đâu có thể định đâu ạ. À. Nhưng mà nó có thể định vẫn không nghề nha tại vì một những con đẹp như thế vậy giá như thế vậy thì chắc chắn rồi nhanh chốt thôi. Đó các bác chốt chậm chút hụt, các bác cứ nhấn nút đăng ký kênh tối nào cũng có hết những cái thương hiệu như thế vậy để phục vụ các bác nha. Tất cả những con uh, trong nô ngày hôm nay ngoại trừ con này là không có tương tự để phục vụ các bác thôi, còn tất cả đều có con tương tự. Các bác liên hệ trực tiếp Zalo để yêu cầu con tương tự ạ. À. Vâng, tiếp tục là một con Mitsubishi đời TB nha. TB 33 33 cc lòng 36 đi Đó, từ cái trục giật thì các bác có thể thấy ạ. Mercedes-Benz dập nổi. Lốc máy. Mitsubishi và logo thương hiệu Mitsubishi với phiên bản trục giật trợ lực chế le da đỏ hai kim chỉnh quá xịn so. Linh nguyên bản hết cho các bác. Đó các bác có thể thấy ạ. Từ cái bình xăng viên trắng tinh. Đó và vừa rồi em cũng về được một cái nô TB như vậy. Hầu như con nào cũng đẹp hết nha. Cái con này nó không khác gì Còn cái con cách nhẹ hai hôm trước các bác ạ. Đó. Bố tum rơi tum nhôm bố côn 330 tum lớn cô lớn ống cần thông dụng phi 26 ti 7 khía tay gà giữ. Đầu bò rin cho các bác, đầu bò ngực trông quấn cỏ quá xịn sò luôn ạ, à. có chắn cỏ là mới thôi. Vâng, T11 ngày hôm nay em bán giá 3 triệu 300 000 đồng nha. 3 triệu 300 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TB33, 33 cc lòng 36 ly, có trợ lực, có le tay đỏ nha các bác. và với cái nô máy ngày hôm nay cái nô máy mà mà em vừa nói là về được một cái nô tb được có mấy con thôi mà hầu như con nào cũng 10 con nó giống nhau như cả 10 vậy nha toàn bộ là đẹp hết chưa các bác và với những phiên bản mà máy lớn dòng phát chuyên nghiệp những dòng đắt tiền mà nó còn đẹp như thế này cũng cực kỳ hiếm luôn này các bác ạ không có nhiều đâu ạ à. vâng t 11 3 triệu 300 trăm đồng giá đã bao chuẩn không bớt nha như em nói đầu video đấy à. xác định bớt 50 mươi nghìn hay một trăm nghìn với mua ạ à. xin đừng liên hệ Vâng, T1 cho đến T11 đều đến từ những hiệu máy hay thì xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1 trên 20, 1 tí nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt thông thường, nhớt đắt tiền nhớt cao cấp hơn thì các bác pha giảm đi 30 đến 40 trên 1. Vâng, ngày nào cũng vậy có những con Honda 4 thì xăng riêng nhớt riêng để phục các bác nha và nhất là cái giá Honda tiếp tục lại giảm giá cho các bác. Đó, mọi khi đã rẻ rồi, hôm nay tiếp tục một con đẹp như thế này lại tiếp tục giảm giá cho các bác 50.000, Một trên từng một con máy đấy ạ. Vâng T12 giá hôm nay chỉ 2 triệu 650 000 đồng nha 2 triệu 650 000 đồng sở hữu một con đến từ thương hiệu Honda Made in Japan sản xuất đẹp nguyên b... đẹp xuất sắc vì nguyên bản chắc chắn thôi Honda gửi cho 25 dập nổi lốc máy này đó tem chống hàng giả còn in hết này và từ cái lắp gió này lắp áo này đó khi muốn kiểm tra hàng thật hàng giả các bác cứ bỏ ra nó ở dưới nó dập Honda hết chỗ nào cũng Honda hết nha bố thung rơi thun vô bô côn 260 tay gà bóp hệ cho các bác công tác trong nhân tay chiều công tác lên là tắt xuống là bật đó từ cái tem mắc có thể thế ạ còn y nguyên hết đầu bò chắn cỏ rền nguyên bản đầu bò ngực trồng cuốn cỏ quá xịn giò luôn và giá bữa nay em bán chỉ 2 triệu 650 000 đồng nha các bác yêu cầu con tương tự đều có để phủ các bác hết đấy ạ vâng T12 2 triệu 650 000 đồng cho thương hiệu Honda gx 25 25 thì nó sẽ là 25cc lòng của nó là 35 đi nha các bác và với những thì Honda GX25 này này, những cái dòng 4 thì, nó là một trong những dòng thương hiệu 4 thì tua nhanh nhất so với 4 thì nha, còn so với hai thì nó ở cỡ giữa giữa, cỡ khá, khá về cái độ tua và tốc độ của nó nha. Còn cái độ bền và chất lượng của máy của nó ạ thì các bác cứ nhìn cái giá này. Đó một con công suất cơ trung bình 25cc mà lòng 35 ly mà nó có giá như thế vậy ạ, thì cái giá tiền nó đã trả lời các bác tất cả về cái chất lượng của nó rồi nha. Vâng vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con máy và 12 con máy hôm nay thì có rất nhiều trong con nô máy ngày hôm nay em đã bán xa cho các bác. Vâng, bác nào chốt con nào, chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để chốt hàng. Vâng, với bác nào chốt chậm, chốt hụt, bên nông quân thành định xin nhắc lại một lần nữa là một trong những cửa hàng bán chuyên nghiệp ở à, chốt chậm chốt hụt các bác liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có zalo đó để yêu cầu những con tương tự nha đó như em vừa nói đấy ạ ngoại trừ con TB máy lớn này ra thôi ạ còn tất tần tật từ 261 trợ lực TL23 hay là Echo hay là nhất là Maruyama kìa còn rất rất nhiều để phục vụ các bác những con tương tự hoặc là chưa cần ngay thì các bác có thể nhấn nút đăng ký kênh để chơi những video tiếp theo ngày nào em cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày nha các bác với kết thúc video tại đây xin chào toàn thể bà con cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.